không gian như thế này thì đây là một nơi rất là thích hợp để cho các bạn trẻ đến đây để tìm hiểu về văn hóa cũng như là chụp ảnh check-in đúng không? Bây giờ thì tôi cũng sẽ tranh thủ check-in xem như thế nào nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Đến du lịch tại Nha Trang thì quý vị đã bao giờ thử đi xa hơn một chút, khoảng 30 km về phía Bắc để đến với thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ở đây cũng có rất là nhiều điểm đến độc đáo đó quý vị. Và nơi mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay là một nơi có kiến trúc khá độc đáo, mang đậm nét cổ Trang, đang được rất là nhiều bạn trẻ check-in. Và đây chính là Quỳnh Phủ Hội Quán, là nơi sinh hoạt của cộng đồng người Hoa ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong để khám phá xem như thế nào nhé. Chào cô. Dạ, cháu chào chú. Dạ. Dạ. Nhờ chú dắt cháu đi tham quan một vòng cái hội quán nha chú. Dạ, được rồi, 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 rồi. Thì ở đây thì cái tên gọi chung là Hội Quán Hải Nam. Dạ. Nhưng mà cái phần đông là nếu mà con đi đến một cái điểm nào của người Hoa thì con nói là hội Quỳnh Phủ Hội Quán. Dạ. Thì ở đó họ hiểu rằng đó là cái bang Hải Nam. Quỳnh Phủ là cái tiếng gọi chung của bang Hải Nam. Hội quán này thành lập năm 1868. Dạ. Đến hôm nay là 153 năm. Phần đông là cái người Hoa thì vô truyền họ xây dựng theo cái ngói âm dương. Yeah. Cái ngói đó là gọi là ngói âm dương. À. Và cái màu chủ đạo á là màu vàng và màu đỏ. Wow. Một sự hưng thịnh, một sự cường thịnh, đó là cái màu chủ đạo của người Hoa. Yeah. Cái hội quán này á, cái hai cái điểm thờ, một bên là thờ Thiên Hậu Thanh Mẫu, thì chú sẽ dẫn con đến cái đền thờ của Thiên Hậu Thanh Mẫu. Dạ. Thì ở đây thì coi như là đền thờ của Quan Thánh Đế Quân. Thì mời chú vô trong. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Hoa thì Quan Thánh Đế Quân biểu trưng cho tính cao thượng của người quân tử, chính trực. Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu tượng trưng cho sự nhân ái. Vì vậy, tại hầu hết các hội quán của người Hoa đều thờ các vị thần này. Tôi thấy là hầu như là những cái cửa mà ở trong cái hội quán này á, thì hầu như là những cái cửa nó thông với nhau luôn. Nó là một cái hàng thẳng tắp như thế này. Theo cái lối kiến trúc của cha ông á, thì từ xưa tới giờ thì theo cái suy nghĩ của chú, ý tưởng mà xây theo cái lối mà coi như các cửa gồm mà thông với nhau, tất nhiên là tạo một sự thông suốt, là một cái sự suôn sẻ. Dạ. Diện tích đây thì coi như là gần 7.000 mét vuông. Khung cảnh đây thì nó không có đồ sộ, nhưng mà nó có một cái nét cổ kính, cho nên khách tham quan đến cũng chụp ảnh lưu niệm. Mời con cứ tự nhiên. Dạ. Chụp những cái ảnh lưu niệm. Dạ, dạ. À. Dạ, cho cảm ơn chú. Có thể thấy là mọi nơi trong cái hội quán này đều mang một cái vẻ đẹp riêng, với những cái thiết kế rất là tinh xảo và rất là đẹp. Nơi này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Với cái không gian như thế này thì đây là một nơi rất là thích hợp để cho các bạn trẻ đến đây để tìm hiểu về văn hóa cũng như là chụp ảnh check-in đúng không? Bây giờ thì tôi cũng sẽ tranh thủ check-in xem như thế nào nhé. Khánh Hòa thì có vô số cái điểm đến độc đáo đợi chờ du khách đến đây để khám phá. Và chỉ cần quý vị thử len lỏi một chút, tìm tòi một chút thì sẽ tìm ra được những cái điểm đến độc đáo như thế này.